Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung Online Hôm nay chúng ta sẽ học sang một bài mới, đó là bài số 15 Trong một giáo trình hán ngữ bố giả sơ cấp 1 Giáo trình hán ngữ bố giả sơ cấp 1 nha Rồi bạn nào chưa có bộ giáo trình hán ngữ bố giả sơ cấp uh, Từ sơ cấp cho đến cao cấp toàn tập uh, file PDF MP3 Thì các bạn làm như sau Đầu tiên các bạn mở trình duyệt ra Sau đó các bạn có thêm biệt là gì nhỉ? Tiếng chumlet.com Rồi các bạn cả xuống dưới Các bạn cả xuống dưới nha đây các bạn ấn vào đây. Giáo trình Hàn ngữ Pojak chọn bộ đây rồi. Giáo trình Hàn ngữ Pojak chọn bộ các bạn ấn vào đây. Đó thì sẽ chuyển sang cái này. Đó. Rồi các bạn kéo xuống dưới, à, các bạn tải hết về CD uh, 1 2 3 4 các bạn tải hết về nhá. Rồi các bạn kéo xuống dưới, các bạn ấn vào đây tải xuống một lý duy nhất đây là toàn tập từ sơ cấp cho đến cao cấp toàn bộ uh, các file PDF MP3 của sách giáo trình Hàn ngữ Pojak toàn tập chọn bộ luôn. Rồi các bạn ấn vào đây tải xuống là ok các bạn vào như sau học tiền trung TV các bạn mở tên mở ra cho các bạn gọi tên miền lan học tiền trung TV rồi các bạn kéo xuống dưới các bạn ấn vào đây đâu nhỉ đâu rồi giáo trình Hàn ngữ bối giả à. phiên bản mới các bạn ấn vào đây giáo trình hàn ngữ bối à. phiên bản mới các bạn ấn vào đây đó thì sẽ chuyển sang cái này đó. rồi các bạn kéo xuống dưới uh, CD gì đó các bạn tải hết về nhá các cái CD các bạn tải hết về rồi các bạn kéo xuống dưới các bạn ấn vào đây tải xuống một link duy nhất các bạn ấn vào đây ấn vào đây là OK tải xuống một link duy nhất giáo trình chọn bộ hàn ngữ poya à. à, từ sơ cấp cho đến cao cấp hoặc các bạn à, vào đây các bạn có tên mình là từ vựng tín trung com đó từ vựng tín com rồi các bạn à, à, nhập từ khóa là gì nhỉ giáo trình poya uh, poya đó à, giáo trình poya à. rồi các bạn ấn nút search đây là một cái một sai mới à, của trung tâm tín trung channel master rồi các bạn kéo xuống dưới À, các cái CD các bạn tải hết về nhá. CD các bạn tải, các bạn tải hết về. Rồi các bạn ấn vào đây. Download giáo trình Hàn ngữ của nhạc, toàn tập PDF mới về 3. các bạn ấn vào đây. Ấn vào đây. Rồi được chưa? Giờ các bạn kéo xuống dưới. À, các bạn kéo xuống dưới. Đây các bạn ấn vào đây. Download giáo trình Hàn ngữ à, phiên bản mới à không, đây là cái giáo trình Hàn ngữ 6 quyển rồi. Đâu nhỉ? Các bạn kéo xuống dưới. Đây là tải số một link duy nhất. À, đây tải số một link duy nhất là gì ạ? Đây các bạn ấn vào đây là ok nhá. Các bạn ấn vào đây để tải xuống toàn bộ à, các file giáo trình hắn ngữ từ sơ cấp cho đến cao cấp PDF MP3. Đó. Rồi, hoặc là hoặc là các bạn à, vào trang à, web của trung tâm tiền trung Channel Master là tài liệu hsk.vn. Rồi các bạn lại có từ khóa là gì nhỉ? Giáo trình Poya rồi các bạn ấn nút search. Đó. Rồi, thì đầu tiên các bạn ở vấn đây là hình có hình có kính lúp này à, hình có cái kính, kính lúp đấy rồi, các bạn có từ khóa là giáo trình poia rồi các bạn ấn nút search này đó, thì nó hiện ra các cái kết quả tìm kiếm ở bên dưới rồi các bạn kéo xuống dưới các bạn thấy cái CD nào các bạn tải hết về nhá à, tải hết về đừng sót cái nào rồi các bạn ấn vào đây download giáo trình hắn giả PDF mở phía bạn chọn bộ các bạn ấn vào đây à, ấn vào đây rồi các bạn kéo xuống dưới rồi các bạn ấn vào đây tải xuống một link duy nhất là ấn vào đây à, tải xuống một link duy nhất đó, tức là mình có đang lên trên, tức là mình có upload lên kho lưu trữ trực tuyến của trung tâm tin trung channel master, toàn bộ file PDF, 1000 3 giáo trình hàn ngữ phô giả từ sơ cấp cho đến cao cấp. Đó, thì các bạn có thể có nhiều đường link download chứ không chỉ một link duy nhất. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ à, đi tiếp. Bạn nào quên chưa ấn nút đăng ký kênh youtube học tin trung online, ấn vào đây nhá, ấn vào đây để sau này các bạn sẽ được cập nhật và thông báo mỗi khi có một video bài giảng mới. À, sẽ được thông báo vào à, tin nhắn của các bạn. giờ chúng ta đi tiếp sang bài số mới nào. Rồi từ vựng số đột à, từ vựng đột tiền của bài học ngày hôm nay với chủ đề là gì nhỉ? Nhà bạn có bao nhiêu người? Nì cha yếu chỉ cơ đạn. cha yếu chỉ cơ Ok hôm nay có rất nhiều bạn học viên trực tuyến à, hỏi mình à, rất nhiều câu hỏi mà mình vẫn chưa có thời gian để trả lời hết được à, rất là bận. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp à, chúng ta đi tiếp tục nhỉ? Nhà bạn có bao nhiêu người? thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Nhi cha yếu chỉ cửa dẫn Nhưng mà có bao nhiêu người Nhi cha yếu chỉ khẩu dẫn cũng được à, Nhưng mà chỉ khẩu dẫn nghe có vẻ nó hơi nặng nề Chúng ta nên nên nói là gì nhỉ Nhi cha yếu chỉ cơ dẫn Rồi đầu tiên Từ đầu tiên số 1 Cơ cửa, Anh trai danh từ Ở là gì ạ Anh trai bạn có nhà không Nhi cơ cửa chạy em mà Nhi cơ cửa chạy chạy Anh trai bạn có nhà không Hoặc là gì ạ Đây là anh trai tôi Chưa sư của cơ Đây là anh trai tôi à. Thế theo là gì nhỉ từ số 2, cho phiên là gì? Tấm ảnh là ảnh. Đây là ảnh của cả gia đình tôi. Chưa sư của chuyến gia của chuyến gia tờ cho Đây là ảnh của cả gia đình tôi. À, tiếp theo là từ gì à? Từ nãy nãy là gì? Bà nội. Chưa sư của nãy nãy. Đây là bà nội của tôi. Chưa sư của tớ nãy nãy là chưa sư của nãy nãy. Chưa sư của cơ cơ. Chưa sư nãy nãy. đây là anh trai tôi. Đây là bà nội tôi. Rồi tiếp này. Y bạn nói chung bình thường thông thường. Rồi là buổi sáng bạn bình thường bạn làm gì? sang ngủ ý ban chua sớm á sang ngủ ý ban chua sớm á buổi sáng uh, bình thường bạn làm gì buổi sáng bình thường tôi tôi đi chơi gì à? tôi đi uh, tôi đi chơi sang ngủ ý ban chua hay là buổi uh, buổi tối bạn uh, thường thường làm gì hay là buổi tối thông thường bạn làm gì buổi sáng thì ý ban chua sớm á buổi sáng thì ý ban chua sớm á yeah, tiếp theo là từ số năm là từ ba và chúng ta học rồi bố giờ thì ba ba khỏe không à bố mẹ bố mẹ khỏe không của ba ba sân thì khỏe sức khỏe bố tôi rất là tốt yeah, đây là bố tôi chơi của ba là vân vân. Tiếp này số sáu là từ từ chỉ chỉ à chỉ chỉ. Tôi chỉ là nhân viên, 我只是职员，我只是职员。Tôi chỉ có hai chiếc bút，我只有两支笔。Tôi chỉ có một quyển sách，我只有一本书。vân vân. Tiếp là từ số bảy，姐姐 chị gái. Đây là chị gái của tôi，这是我姐姐。嗯，这是我姐姐。chị gái bạn năm nay bao nhiêu tuổi？你姐姐今年多大了？你姐姐今年多大了？rồi tiếp từ số tám từ thiếu là lượng từ. à, ví dụ là y theo cầu một chú chó hay một con chó cũng được là từ của con vật đó y theo cầu y theo mao cũng được y theo rồi tiếp theo là à, y theo khứa cũng được một con sông rồi tiếp này khéo là lượng từ dành cho những cái đồ vật mà nó có mà, mà nó cái kiểu là hình hình dạng của nó nó sợ sợ đấy hay là gì? hình dạng nó là dài dài thì chúng ta dùng từ theo từ số 9 cầu con chó con chó à, y theo cầu một con chó y theo cầu à, một con chó à, y trư cầu cũng được y trư cầu cũng biết là trư nhưng mà đọc lại là trư chứ không phải là biết là chứ không đọc là gì nữa. À, chữ nữa y chữ cầu cầu là con chó khái là số, số 10 còn vẫn còn bạn còn muốn mua cái gì ni khái do mẹ sớm ni khái do mải sớm bạn còn muốn mua cái gì à, tôi còn muốn mua hoa quả của khái do à mải suối của tôi còn muốn mua quýt của khái do mải trí tôi còn muốn mua táo của khái do à mải phiến của vân vân tiếp theo 11 mày mày em gái à, đây là anh gái của tôi, -mê -mê. -mê -mê. đây là em gái của tôi, đây là em gái của tôi, Em các bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Nì mày mày chín niên tuổi ta là Nì mày mày chín niên tuổi ta là Mì hai là em trai Tì tì em trai Em trai bạn năm nay uh, Mà bao nhiêu tuổi? Nì tì tì chín niên tuổi ta là Nà, Nì tì tì chín niên tuổi sáu suy là Cũng được Năm nay em trai tôi 18 tuổi Ủa tì chín tì chín niên 13 suy Ủa tì tì chín niên 13 suy là Tì tì là em trai nha Tì tì là em trai Rồi, tiếp theo là từ số 13 Từ cha thì là gia đình Cha thì gia đình đây là gia đình của tôi, gia đình, của gia đây là gia đình của tôi. Đình của tôi. Đình của tôi. À, tiếp khẩu là khẩu hay người đó. Ờ, cha chi khẩu đánh, nhà bạn có mấy mấy người Nhưng mà dùng như vậy nó nghe nó vẻ không hay nó có vẻ nó hơi hơi thiếu tính chuyên nghiệp nhị cha yếu chỉ câu đấy nghe ngoài hơn nhẹ nhàng hơn ma là mẹ chúng ta học rồi nó rất là nhiều rồi ma mà chữ nhủ và chữ mà nó đi với nhau thành từ ma mà là mẹ rồi là sức khỏe bố mẹ bạn tốt không thì chúng ta nói thế nào nhỉ nhị ba ba ma ma sức khỏe bố mẹ tôi đều rất tốt là gì? Ủa ba ba ma ma sân thì tô hẳn hẳn. Đó tiếp. Cha, 16. Gia đình. À, nhà. Không phải gia đình là gia đình là gia đình rồi. Cha là nhà. Đây là ảnh của cả gia đình tôi. đây là ảnh của cả nhà tôi là gì nhỉ? Chưa sư của chuyến gia tờ. Trỏ phiền. Ủa em phải là tôi phải về nhà đây hay là tôi muốn về nhà? tôi muốn về nhà rồi. Ủa em phải ra là tôi phải về nhà đây. À, nì cha trai nào nữa? Nhà bạn ở đâu thế? Nì cha trai nào nữa? Nhà tôi ở đằng kia kia. Ủa cha trai nào nữa? Ủa cha trai à, nào nữa?

Hôm nay chúng ta chỉ có uh, vỏn vẹn có đúng 19 từ vựng thì chung rất là cơ bản và rất là thông dụng. Rồi chúng ta sẽ đọc lại từ vựng nhá. Uh, từ số 1 này. Cơ cơ. Chào phiền. Nải nái. Y ban. Bà bà. Chỉ. Chỉa chế. Thiếu. Cậu. Hải. Mẹ mẹ. Đi Gia thiến. Cậu. Mama. Gia. Chờ ạ Yeah, yeah. Hải Rồi chúng ta vừa kết thúc xong toàn bộ 19 từ vựng tiếng trung rất là cơ bản của ngày, bài học ngày hôm nay với chủ đề là gì nhỉ? Nhà bạn có bao nhiêu người? Nhi cha yếu chỉ cơ đại hoặc là nhi cha yếu chỉ khẩu đại cũng được. Rồi và slide cuối cùng là phần giải đáp thắc mắc của giờ các bạn học viên cảm thấy có chỗ nào chưa hiểu thắc mắc ở đâu sau khi xem xong video bài giảng này thì vui lòng đặt comment ở ngay bên dưới video bài giảng này để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trực tuyến sau giờ học và trong giờ học. Ok và chúng ta sẽ tạm thời nói lời chào tạm biệt kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video bài giảng tiếp theo. Chào các bạn.